Shop Bếp Gấu.com chữ chính làm nên thương hiệu. Shop Bếp Gấu.com có rất nhiều loại vòng quay, dễ chơi, dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em. Là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Shop Bếp Gấu.com uy tín làm nên thương hiệu. Dài quá vậy. Chơi nữa không? Chơi nữa không? Chơi nữa. Rồi đọc giải thưởng cho Phạm Trung Sách trước rồi nha. Ok. Top 1 từ 5 kill tới 6 kill 500.000 đồng. 7 kill tới 10 kill 1 triệu đồng. 11 kill 2 triệu đồng. 16 kill 3 triệu đồng. 21 kill 5 triệu đồng. Ok chưa? Clover và Can nè. Từ 5 kill tới 6 kill 200.000 đồng. 7 kill 500.000 đồng. 11 kill 1 triệu đồng. 16 kill 2 triệu đồng, 21 kill 3 triệu đồng và 26 kill 5 triệu đồng. Ok chưa? Ok. Bye bye. Lúc đầu tưởng đâu là tụi em hạt thóc chứ ai ngờ với cấu là hạt thóc. Tao cho tụi mày hồi sinh đấy, chứ trận này thì không có đâu nha. Được chưa? Trận này này, anh em cứ đá lại giống như hồi nãy đây. Giả bộ chết thôi. Ai đá chim được giết được ba con lợn này cho một slot ở trong sông. Nice. Một, hai, ba, vào. Bốn người ta. Bốn người đâu? Bắn hai bác ơi. Cổng trời nhà ma nha. Chào mừng các bạn quay lại với chương trình Ai Là Chị Vũ. Ba đẹp ngày đang bước qua trận thứ hai trong chương trình Ai Là Chị Vũ. Khá lâu rồi chúng ta mới có người chơi trận thứ hai của bạn. Ủa có chú bố không? Là thì có mấy ông chế độ sinh tồn. Khá lâu rồi mới có người bước qua trận thứ hai của chương trình Ai Là Chị Vũ đó. Mấy anh này bóng gáy anh em nha, bóng gáy được nha anh em nha. Ủa không có ai vậy? Toàn sự. Ủa không chơi không có ai vậy? Thật sự vui em mà. Gạt đi em. Gạt đi. Gạt nhanh. Gạt. Bắn đi, bắn đi. Tới khúc hấp dẫn là bị mẹn bắt người ta. Mẹn lắc hả? Mẹn lắc hả? Thở hiện đi, thở hiện đi. Mẹn lắc quá. Lắc. Cảm ơn hình tâm nha, cảm ơn bạn nhiều. Không, cái đó là thật các bạn em, anh em bấm vô nó có nhiệm vụ á. Ví dụ coi livestream 30 phút hay là nhiệm vụ gì nó có trong đó các bạn. Anh em bấm vào trái tim đó, anh em tặng một con ho là anh em đăng ký làm thành viên. Và nó có những cái bóc tặng xu á, anh em cứ bấm vào đó anh em coi thử giải thưởng là anh em ra thôi. Lơm sơm à. Bắn đi, tổng boss không mà. Gáy giùm cho đồng đội sao? Gáy giùm cho đồng đội. Đã chìm qua rồi. Đù. Này là mất nguy hiểm đó các bạn. Thằng này mới là nhiều tiền rồi. Anh em mình nào giết được thằng này anh em gạt, nhớ gạt luôn nha. Thằng Phạm Trung Sắc này nè các bạn. Được không? Mày có gì ăn không chứ bán được. Được không? Được rồi. Lũng lúa. Sao? Thôi được rồi, để mà tự ăn được. Ngủ rồi. Thôi mình đỡ ngủ rồi. Thank you.
Anh em rung anh em à. Đang rung trong đó đấy, đang rất là rung luôn các bạn. Chắc chắn 100% đang rất là rung luôn. Ôi. Double kill. Đang rung, đang rung. Cảm ơn Nguyên Văn nha, cảm ơn Uso, cảm ơn tất cả anh em tặng ho nhiều. Mặc dù không đổi. Đi đang bắt rất là kỹ nha anh em nha. Hai thằng này đang bắt rất là kỹ luôn. Và nó đang bị tâm lý trong đó đấy, không phải là không đâu. Chắc chắn 100% mình đang bị tâm lý trong đó đấy. Nó đang tí đá trong quần rồi. Cũng đang tí đá trong quần tôi luôn nè các bạn. Cái thằng này tí đá kìa. Nó đang rung lên em mà, nó đang rung trong đó đấy. Rồi nên em lấy xe đi, con qua là nó chết rồi. Bốn thằng lấy xe lên con qua là chết rồi. Nó tâm lý hay bé tâm lý không? Cả hai người đều tâm lý cả. Hiểu không? Cả hai người. Cắp được. Rồi này mỗi bốn thằng lấy xe công lên là chết rồi. Bốn thằng lấy xe công lên là chết rồi. Cảm ơn Maru Gaming nha các bạn nhiều. Đù, thằng này 5 kill, càng này càng nhiều kill, càng mất tiền nhiều nha anh em nha. Thằng này từ 5 kill đến 6 kill là 500 ngàn rồi. 7 kill là 1 triệu, 11 kill là 2 triệu. Ủa. Giờ này mà ai lấy thì công lên là sợ. Rung đấy cho nó đấy anh em, mà nó rung đó đấy. Cảm ơn Maru Gaming các bạn, cảm ơn bạn nhiều nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn Duy thằng Ho này, cảm ơn Sự Xích thằng cái chảo này, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn Maru nhiều nha em. Nha bạn nha, không biết chữ Maru như tuổi. Không. Kéo lên. Bốn thằng hay một thằng gì? Đủ một thằng ơ. Má một thằng ơ, chết rồi. Ủa cảm ơn con sâu nhiều bạn ơi, cảm ơn bạn nhiều. Xong rỡ. Một thằng đấy thôi. Ui. Xong một thằng nghỉ chờ. Gì vậy chờ? Bốn thằng nãy giờ gặp team 4 lần. Cảm ơn bạn. Đây. Cảm bờ dữ ta. Cảm ơn bắt nét dở ghê không ơi. Mè mọc. Mình à. Thủ mà nó dám đi đĩa đâu. Wow, cảm ơn Quang Sơn nhiều bạn nha, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn bạn Quang Sơn nhiều. Không biết bạn nhiêu tuổi mà mặt hơi chắc có lớn, cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn bạn Quang Sơn các bạn ơi. Cảm ơn bạn Quang Sơn nhiều, cảm ơn bạn rất nhiều nha bạn nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn tặng mình ít gói mì tôm. Trận này mình bay hết tiền rồi anh em ơi. Khỏe không? Mấy chị khỏe không? Trận này bay hết tiền rồi. Bay hết tiền rồi.
thì tính là vừa may mắn anh em không? Má còn 7 người. Thằng này, thằng kia có vòi cho thằng này lấy kêu thôi. Biết ý đồ tụi này đâu. Biết ý đồ rồi. Đi ra con góc, đi ra con góc. Mày có bả hay không? Ai cho? Đừng rung đây, đừng rung đây. Cái này rung, cái này rung. Đi vừa thấy một thằng không đúng rồi, nó nhóc công đâu, đi hai thằng không à. Chạy. Ui. Má nằm chưa rỡ. Chết rồi. Cầu sao có. Cầu sao chỉ có một team 4 là được, rồi. Team 4 là từ này tôi xong rồi. Team 4 là xong rồi các bạn. Một team 4 là tôi nghĩ là ok. Không còn nhiều. Tất cả đều mặc cái tả vô anh em ơi. Hợp lý quá. Một team 4 à. Bây giờ chỉ còn một team 4 à. Một team 4 là ăn thôi. Tụi nó không dám bắt ổ đâu. Xấu lưng. Xấu lưng, xấu lưng. Hù nó, hù nó anh em ơi, hù nó, hù nó. Hù nó, hù nó anh em ơi. Hù nó, hù nó, hù nó. Ôi. Ô là trời. Qua nhà không, qua nhà không. Unstoppable. Nhanh lỏ khoan. Team mà trong một team 4 là xong tụi đó rồi. Giờ chỉ còn một team 4 là xong rồi. Cảm ơn Văn Sơn nhiều nha bạn, cảm ơn bạn nhiều. Bay mì tôm rồi bạn ơi. Bay mì tôm rồi. Cảm ơn Maru Gaming nha, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bay mì tôm rồi. Còn ba. À, xong rồi. Rồi còn hai. Còn Maru nhiều như vậy nha. Đồ xong rồi. Ôi. Hay, gạt kia đi em, gạt kia đi em không? Ui.
rồi.